Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã tràn khắp các tỉnh thành miền Bắc, Bắc Trung Bộ và đang tiếp tục đổ bộ Nam Trung Bộ. Trong ngày 20 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục đã khiến nền nhiệt độ miền Bắc giảm sâu. Một số nơi ở núi cao trên 1.500m xuống dưới 0 độ, xuất hiện băng giá như đỉnh núi Phia Wắc âm 1 độ, đỉnh Mẫu Sơn âm 1 độ. Đột biến có thời điểm xuống dưới âm 1 độ C. Trong sáng 21 tháng 2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Không khí lạnh rất mạnh đổ bộ đợt này khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi 2 đến 5 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ ghi nhận trong ngày 21 tháng 2 giảm xuống 8 đến 9 độ C, gây tình trạng rét thấu xương. Liên quan đến đợt rét lần này, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân gây ra đợt rét lần này là do một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống nước ta vào đêm 18 tháng 2, sau đó liên tục được bổ sung trong ngày 19 và 20 tháng 2. Trên độ cao từ 3 đến 5.000 mét, một rãnh thấp trong đới gió Tây lại dịch chuyển sang và gây ra những cơn mưa rào. Mưa kèm gió từ hai hình thế này đã khiến nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trở thành đợt rét nhất trong mùa đông năm nay.